Lê Huỳnh, Kiều Oanh lừa tôi hàng trăm nghìn USD. Lấy nhau từ năm 2006, có với nhau một đứa con gái. Những tưởng cặp diễn viên hài Kiều Oanh Lê Huỳnh có một cuộc sống hạnh phúc. Bất ngờ đầu năm 2013, hai người tuyên bố chia tay, chấm dứt 6 năm góp gạo thổi cơm chung. Sau cuộc chia tay ấy, nghệ sĩ Kiều Oanh đã chia sẻ với báo chí rằng nợ duyên đã hết, giờ đã đến lúc mình trở thành bà mẹ đơn thân. Để tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện, nhiều phóng viên đã tìm cách liên lạc với nghệ sĩ Lê Huỳnh. Lê Huỳnh cho biết, khoảng giữa năm 2005, trong một lần Kiều Oanh sang Mỹ biểu diễn, bất ngờ bạn diễn của Kiều Oanh bị bệnh nên thông qua một số người quen, Oanh đã tìm đến tôi nhờ thế vai. Ban đầu tôi từ chối diễn, do tôi chưa biết kịch bản. Thời điểm đó Kiều Oanh rất giỏi diễn theo kiểu tung hứng nên tôi rất ngại. Tuy nhiên sau đó Oanh đã gọi điện, thuyết phục tôi, cuối cùng tôi đồng ý tham gia. Sau lần đó chúng tôi quen nhau. Tuy nhiên giờ bình tĩnh lại, tôi thấy rằng dường như trước khi đến với tôi, cô ấy đã có những toan tính riêng của mình. Biết Oanh đã lấy chồng ở thành phố Chicago nên tôi rất thận trọng. Thế nhưng có lần đi diễn xa, tôi báo trước với Oanh rằng hãy nói với bầu xô thuê hai phòng trong khách sạn. Tuy nhiên giờ cuối Oanh nói là quên nên bảo tôi vào ngủ chung. Thấy tôi còn lưỡng lự, Oanh bảo những lần đi diễn với anh Tính, hai anh em đều ngủ chung có sao đâu. Thế là lửa gần rơm cuối cùng cũng cháy. Khoảng vài tháng sau, Oanh có thai và ly dị chồng, chúng tôi đăng ký kết hôn. Sau chuỗi lại tất cả những gì đã diễn ra trong 6 năm chung sống, tôi cho rằng chính là như vậy. Thú thật, tất cả tài sản của tôi, mấy trăm nghìn USD, cô ấy đã lấy sạch rồi, giờ tôi là kẻ trắng tay. Lúc đó, phần vì quá thương cô ấy, phần nghĩ rằng dù gì cũng dành dụm để sau này cho con cái nhờ, nên tiền đi diễn, tôi giao hết cho anh giữ. Mỗi tuần tôi đi 3 xô, cộng với tiền bán băng đĩa, cũng được khoảng 20.000 USD trên một tuần. Lúc bắt đầu sống chung, tôi có tài khoản riêng ở ngân hàng. Mỗi tuần anh đưa cho tôi khoảng 1.000 USD, gửi vào đó để đổ xăng, tiền chợ búa và tiêu vặt. Về sau, số tiền này giảm dần xuống còn 500 và 300. Cuối cùng, anh cắt luôn. Thẻ ngân hàng bị âm, anh bảo tôi bỏ ngân hàng đó để nhập chung với tài khoản cô ấy. Nghĩ là vợ chồng nên tôi đồng ý. Vài tháng sau, anh bảo tôi nằm trong nhóm nợ xấu của ngân hàng nên yêu cầu tôi rút ra để một mình cô ấy đứng tên và tôi cũng đồng ý. Và đó là lý do mà khi chia tay, tôi trở thành kẻ trắng tay bởi số tiền trong tài khoản anh đã rút ra và chuyển đi nơi đâu, từ lúc nào tôi hoàn toàn không hề biết. Được mệnh danh là cặp đôi vàng, nghệ sĩ Minh Vương và Lê Thủy trở thành biểu tượng thế hệ vàng của làng cải lương ký ức của nhiều người. Nhắc đến cặp đôi nghệ sĩ Minh Vương Lệ Thủy, người hâm mộ cải lương đều hết lời tung hô, ngưỡng mộ và thần tượng. Thậm chí tên tuổi của Minh Vương Lệ Thủy còn gắn liền với nhau qua hơn 60 năm qua vì tài năng và sự ăn ý trên sân khấu mà khó cặp đôi nào vượt qua. Nghệ sĩ Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vương, là trường hợp duy nhất và nhỏ tuổi nhất đoạt giải thưởng Khôi Nguyện Vọng Cổ khi chỉ 14 tuổi. Đây cũng là cơ duyên giúp anh bước vào sân khấu cải lương và bắt đầu đi hát cho đoàn Kim Chung với nghệ danh Minh Vương. Đây cũng là cơ duyên để Minh Vương gặp Lệ Thủy. Thời điểm đó, nếu như Minh Vương vừa chập chững vào nghề bằng giọng hát trời phú, thì Lệ Thủy đã nổi tiếng lừng lẫy. Trước khi trở thành người tình sân khấu, vai diễn đầu tiên của Minh Vương và Lệ Thủy tại đoàn Kim Chung là hai mẹ con trong vở Thượng Phương Bảo Kiếm. Vì sự ăn ý ngay ở vai diễn đầu tiên, cả hai sau đó là đào kép chính và trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến. Sự hòa quyện giữa hai giọng ca và lối diễn xuất cảm xúc, duyên dáng cặp đôi Minh Vương Lệ Thủy trở thành hiện tượng sân khấu cải lương, tạo nên thành công vang dội với hàng loạt những vở diễn như Đêm Lạnh Chùa Hoang, Tô Ánh Nguyệt, Nửa Đời Hương Phấn, Máu Nhuộm Sân Chùa. Cặp đôi được mệnh danh là người tình sân khấu, ngày càng tỏa sáng trên sân khấu và liên tục nhận được lời khen vì sự gắn bó ăn ý trời sinh một cặp. Sinh ra là để dành cho nhau, cặp đôi hiếm có khó tìm, xuất hiện như hình với bóng trong nhiều vở diễn đình đám, thậm chí khán giả còn không chấp nhận được nếu vắng một trong hai. Trên sân khấu, cặp đôi cũng ăn ý đến mức chỉ cần nhìn vào mắt của nhau hay biểu cảm trên gương mặt thì người kia cũng hiểu bạn diễn muốn gì. Đó là sự đồng điệu khiến nhiều người phải thán phục và hết lời ca thán. Hơn 60 năm ca hát, có thể nói đây chính là cặp đôi nghệ sĩ gắn bó lâu bền nhất trên sân khấu cải lương và gây được tiếng vang khó ai có thể vượt qua. Năm 2008,
Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục đôi nghệ sĩ cải lương đóng chung lâu năm và ăn ý nhất Việt Nam cho nghệ sĩ Lệ Thủy và nghệ sĩ Minh Vương. Không phải tình yêu, cặp nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy giữ mối tình tri kỷ bền chặt. Một điều khá thú vị, dù hay diễn chung và một cặp đôi ăn ý trên sân khấu, nhưng Minh Vương vẫn gọi Lệ Thủy là chị vì vào nghề muộn hơn và ít tuổi hơn Lệ Thủy. Ngoài đời, cả hai đều lập gia đình và có hạnh phúc riêng. Dù vậy, cặp đôi vẫn song hành với tình cảm dành cho bộ môn cải lương. Thỉnh thoảng, cả hai vẫn gặp gỡ nhau, cùng nhau cất giọng khi diễn chung với những tuần tích đã làm nên tên tuổi cách đây vài chục năm. Nghệ sĩ Lệ Thủy hiện nay đã vào độ tuổi 73 và suốt 60 năm qua, bà ca hát không gián đoạn. Có lẽ nhờ giọng ca trời phú nên Lệ Thủy vẫn được khán giả yêu thương cho đến ngày hôm nay. Thậm chí khi đã bước vào tuổi 70, nhưng giọng ca của nghệ sĩ Lệ Thủy vẫn ngọt ngào, vang rền không hề phai nhạt theo thời gian. Trong khi nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng đã phải giải nghệ, thì Lệ Thủy vẫn miệt mài chạy show từ Nam ra Bắc để cất tiếng hát, phục vụ khán giả. Tôi chỉ có giọng hát để trao tặng cho khán giả, nên khi còn hát được tôi sẽ hát. Đó là sự tri ân của tôi với khán giả đã yêu mến tôi, đặt niềm tin ở nơi tôi, nghệ sĩ Lệ Thủy chia sẻ. Nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết, bà chỉ bình tuổi tác chứ không gì quá lớn lao, thậm chí còn khiến nhiều người bất ngờ vì sức khỏe trẻ trung hiện tại. Vì vậy, nghệ sĩ cải lương nên vẫn có thể đi hát ở tỉnh. Và đó cũng là lý do bà từ chối game show truyền hình như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Trong khi đó, nghệ sĩ Minh Vương chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số chương trình truyền hình với vai trò giám khảo chứ không thể đi hát. Khoảng năm 2012, sức khỏe của Minh Phương sa sút do căn bệnh suy thận. Tưởng như sự nghiệp ca hát gác lại, thì ông Hoàng Cải Lương may mắn được hiến thận. Sức khỏe của Minh Vương hồi phục nhanh chóng và có thể ca hát trở lại. Ở độ tuổi này, Minh Vương vẫn đều đặn ngồi ghế giám khảo các chương trình về cải lương vọng cổ để đưa ra những góp ý quý giá về giọng hát cho các bạn trẻ. Những ngày không quay hình hay đi hát, Minh Vương dành thời gian bên cạnh gia đình và bạn bè, những người đồng nghiệp từng gắn bó với anh. Ở độ tuổi U70, cặp đôi nghệ sĩ Minh Vương Lệ Thủy miệt mài, hết lòng với nghệ thuật. Nhiều năm qua, cả hai vẫn luôn cùng nhau chung tay xây dựng những chương trình sân khấu cải lương để giữ lửa và truyền nghề cho các thế hệ đàn em. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trên kênh của chúng tôi. Được mệnh danh là cặp đôi vàng, nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy trở thành biểu tượng thế hệ vàng.